Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về tình duyên của các bạn nữ sinh năm 2001 nhé. Video trước thì mình đã chia sẻ về những cái độ tuổi các bạn chúng ta hợp này, chúng ta nên tiến hành yêu đương rồi kết hôn với cái tuổi đó. Nếu các bạn chưa xem thì hãy vào kênh của mình và xem lại nhé. Hôm nay là những cái độ tuổi bạn kỵ và chúng ta cần tránh. Nhìn chung về tình duyên của các bạn nữ sinh năm 2001 ấy thì khá là ổn định, khá là đẹp, chúng ta hợp khá là nhiều tuổi. Còn xung khắc thì nó đương nhiên là có rồi nhưng nó sẽ ít hơn. Vậy hãy cùng tìm hiểu với mình kỹ hơn về cái xung và khắc ở đây nhé. Cái độ tuổi mà chúng ta muốn tìm hiểu đó chính là khoảng từ nam sinh năm 1991 đến nam sinh năm 2003 nhé. Trong cái khoảng này để các bạn sự học khác như thế nào, chúng ta sẽ dựa vào 5 cái yếu tố để chúng ta xét. Đầu tiên về mệnh ngũ hành này, thiên can, địa chi, cung phi và niên mệnh nam sinh. Các bạn chỉ cần hiểu đây là 5 cái yếu tố để chúng ta xét sự học khác kết hợp nam với nữ của 5 cái yếu tố này. Mình sẽ giải thích cụ thể hơn khi mà chúng ta vào từng cái đối tượng tuổi cụ thể. Với nữ 2001 của chúng ta, cái mệnh của bạn, tức là mệnh mạng ngũ hành bản mệnh, đó chính là bạch nạp kim, hành kim nhá. Bạch nạp kim tức là cái kim loại, kim là kim loại. Kim loại đang ở cái trong cái giai đoạn mà nó chuyển hóa từ cái vật chất thô sang vật chất nó tinh khiết hơn. Cái giai đoạn mà chúng ta gọi là luyện kim này, nung chảy để kim nó loại bỏ những cái tạp chất để nó trở nên tinh khiết và nó có giá trị hơn. Đó chính là cái tuổi bạch nạp kim này. Các bạn là Tân Tỵ thì cái từ đầu ấy chính thuộc về thiên can này, từ sau sẽ thuộc về địa chi, tức là tuổi con giáp của các bạn. Tân Tỵ, Tân sẽ là thiên can này, Tỵ sẽ là tuổi về địa chi nhá, tuổi con giáp, Tỵ là tuổi con rắn đó. Còn cái phần cung mệnh và niên mệnh nam sinh ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cung phi bát trạch của mỗi người và giới tính nam và nữ sẽ khác nhau. Mình sẽ xét theo những cái trạch cung ở đây để trạch cung ở đây thường nó có 8 cái trạch cung: càn này, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, cung, đoài. Vậy đó, chúng ta sẽ kết hợp những trạch cung này vào để nếu mà nó ra cái cung xấu thì chúng ta cần phải tránh, còn ra những cung tốt thì đương nhiên là hợp rồi. Và nữ 2001 chúng ta cung là cung đoài nhá, mệnh nên mệnh ở đây là kim, người ta vẫn gọi là đoài kim đó. Các bạn đầu tiên là chúng ta cần phải tránh cái tuổi nam sinh năm 1991 nhé. Nam 1991 với các bạn nữ 2001 ấy, chúng ta hơn kém nhau là 10 tuổi phải không? 10 tuổi. 91 là lộ bàng thổ, mệnh thổ, tuổi là Tân Mùi, con giáp ở đây là Mùi, còn Tân sẽ là địa chi nhé. Tân Mùi, Tân là can này, còn Mùi là phần địa chi, là tuổi con giáp của bạn. Hai cái tuổi này chúng ta cần tránh nhau. Mặc dù là cái mệnh ngũ hành tương sinh, thiên can địa chi thì bình hòa, nhưng cái cung phi bát trạch của bạn rơi vào cái cung rất là xấu. Niên mệnh thì nó thuộc vào tương khắc. Cụ thể mệnh bản mệnh của các bạn, nữ 2001 chúng ta là kim này, còn nam 1991 chúng ta là thổ. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì thổ kim nó sẽ có mối quan hệ tương sinh với nhau. Bởi vì là thổ sinh kim, tức là kim loại thì nó sẽ ở trong lòng đất nên là thổ sinh kim. Tuy nhiên với cái ngũ hành nạp âm ở đây là lộ bàng thổ này, là đất ở ven đường, còn bạch nạp kim là kim đang cái giai đoạn nung chảy, bản chất của nó sẽ không tương tác với nhau. Tuy nhiên cái sự gặp gỡ này nó cũng được xem là một cái yếu tố cát lợi nho nhỏ thôi, nó ở cái mức bình thường thôi nhá, không đến nỗi là nó tương sinh cho nhau đâu, bởi vì nó không tương tác với nhau mà. Tuổi địa chi và thiên can cũng là tân tỵ và Tân Mùi phải không? Cứ 10 nhau 10 năm cách nhau ấy, thì nó sẽ có chung cái thiên can với nhau. Tân Tỵ và Tân Mùi, tân thì nó bình hòa nhau, không xung không khắc. Còn cái tuổi địa chi là tuổi Tỵ và tuổi Mùi, nó hai con giáp này nó không xung không khắc với nhau, nó bình hòa nhau, độc lập tự chủ. Cung rất là xấu, người chồng chúng ta sẽ là cung ly này, vợ 2001 sẽ là cung đoài, cung mệnh là đoài, ly đoài kết hợp với nhau sẽ rơi vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ tức là vợ chồng mà thuộc phải cái cung này rất là dễ có những mâu thuẫn với nhau, thị phi này, bất đồng, rồi có những sự việc vô cớ, những tai họa bất ngờ nó ập đến làm gia đình chúng ta không vui này, dễ xảy ra những mâu thuẫn rồi tranh chấp liên tục,
nói chung là gặp tai họa nên nó rất là xấu, rất là kỵ cái việc này. Nên mệnh nam sinh ở đây là kim với hỏa. Kim hỏa thì nó sẽ thuộc vào tương khắc với nhau rồi, bởi vì là hỏa khắc kim thiếu tra chiều theo ngũ hành tương sinh tương khắc ấy. Vậy là hai cái tuổi này vợ chồng nó sẽ có những bắt đầu này và có sự khắc chế nhau, nên mà chúng ta cần phải tránh cái tuổi này ra nhé. Nếu các bạn thực lòng yêu thương và muốn tiến đến hôn nhân với nhau thì chúng ta cần phải xem xét rất là kỹ càng làm sao để hóa giải cái cung xấu, cái niên mệnh xấu này đi. Thường thì với cung phi xấu ấy, người ta sẽ hóa giải bằng việc trấn phong thủy này và sinh con hợp tuổi. Độ tuổi nữa, các bạn nữ sinh năm 2001 ấy, chúng ta cần phải chú ý để chúng ta cần tránh, đó chính là với nam 1995. Nam 1995 chúng ta sẽ là sơn đầu hỏa, tuổi là Ất Hợi nhé. Ất Hợi, Ất là thiên can này, Hợi là địa chi. Địa chi là tuổi con giáp, Hợi là con lợn. Với cái tuổi này thì mệnh ngũ hành tương khắc với nhau này, thiên can địa chi thì nó cũng xung khắc. Tuy nhiên nó có điểm tốt là cái phần cung phi bát trạch sẽ thuộc vào cái cung tốt và nó tương sinh. Nên cái mức độ khắc xung ở đây nó cũng khắc nhiều hơn, khắc và xung nhiều hơn cái mức độ hợp, nên chúng ta cần phải tránh. Cụ thể mệnh là kim này, còn 95 chúng ta là hỏa, sơn đầu hỏa phải không? Chiếu theo ngũ hành tương sinh tương sắc tương khắc ấy thì là hỏa với kim là thuộc vào tương khắc, hỏa khắc kim. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này bạch là kim, là cái kim mà trong giai đoạn nung chảy thì nó rất là cần có hỏa. Sơn đầu hỏa thì nó tính hỏa của nó, tính lửa của nó khá là mạnh, nên việc kết hợp này nó cũng khá là ổn thôi, không đến nỗi quá tương khắc. Tuy nhiên chúng ta sẽ xét ra phần thiên can ở đây. Can của nữ chúng ta là tân phải không? Can của người nam, người chồng 95 ấy sẽ là Ất. Hai cái can này nó chiếu theo hợp khắc của can. Với tân ý, can tân thì nó sẽ hợp với bính khắc đinh, còn can Ất thì nó sẽ hợp với canh và khắc tân. Vậy là Ất khắc tân phải không? Hai cái can trên này nó khắc và phá nhau, vậy là cuộc sống hôn nhân ấy nó sẽ có những xung đột bất đồng và nó khắc chế lẫn nhau, điều này rất là kỵ. Tuổi địa chi tức là tuổi tuổi Tỵ này và tuổi Hợi. Tỵ và Hợi nó sẽ thuộc vào lục xung nhé, đó chính là thuộc về cái tứ xung ở đây, Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Chắc hẳn các bạn đã nghe rồi phải không? Nó là cái tứ hành xung mà xung theo cặp nhé, chứ không phải là tất cả con giáp ở trong cái cụm này nó xung với nhau đâu, nó xung theo cặp. Dần, Thân, Dần với Thân này, còn Tỵ với Hợi nó sẽ xung với nhau. Tỵ Hợi là cái tuổi chúng ta đang quan tâm ở đây, đó chính là 95 và 2001 ấy. Tỵ với Hợi thuộc vào lục xung ấy, cái xung này là cái đối xung trực tiếp với nhau nên rất là nặng, chúng ta cần phải tránh. Cuộc sống hôn nhân của những cái cặp con giáp mà nó xung khắc nhau như thế này thường là không thuận lợi, bất đồng, khắc khẩu với nhau. Vợ chồng thường xuyên có những cãi vã này, mâu thuẫn này, rồi con cái, những mối quan hệ trong gia đình nó thường có những xung đột và bất đồng với nhau. Tính từ cái thời điểm các bạn quen biết nhau này, yêu đương rồi đến kết hôn mà chung sống với nhau ấy, cái mức độ xung đột tức là cái mức độ lục xung bất đồng nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Do đó là mới ví dụ ban đầu các bạn có thể là chúng ta yêu thương nhau mặn lòng, nhiều tình cảm tốt ấy, nhưng dần dần thì khi sống với nhau nó sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, nên càng sống lâu ở trong cái tuổi con giáp mà lục xung với nhau này thì các bạn sẽ càng xuất hiện những bất đồng và xung khắc, nên nó không đoàn tốt đẹp như hồi yêu đương nữa, nên chúng ta cần phải chú ý cái vấn đề này nhé. Với cái tuổi nam 95 vì nữ 2001 ấy, cung ở đây sẽ rơi vào cung thiên y, cung tốt, sức khỏe, trường thọ, có sự quý nhân phù trợ, tức là gặp nạn nhưng mà có sự giúp đỡ này. Niên mệnh ở đây là kim với thổ, nó thuộc vào tương sinh với nhau bởi vì là thổ xen kim. Vậy nên hai cái tuổi này tuy là cái cung nó tốt nhưng mà mệnh nó không hợp nhau lắm này, còn phần thiên can địa chi nó cũng lục xung, nên các bạn cần phải chú ý nhé, hết sức là chú ý. Nếu mà chúng ta thật lòng yêu thương nhau ấy, thì cần tìm cách hóa giải, bởi vì là hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc hay không còn phụ thuộc rất là nhiều các yếu tố khác ngoài việc chúng ta xem tuổi như thế này nhé. Cái độ tuổi nữa, nữ 2001 chúng ta cần chú ý để tránh, đó chính là tránh với nam 1996. 96 là giản hạn thủy, giản hạn thủy, mệnh thủy nhé. Tuổi đây là Bính Tý, Bính sẽ thuộc về thiên can này,
Tý sẽ là thuộc về địa chi của cái tuổi này. Tý tức là tuổi con chuột, hiểu không? Với cái tuổi này thì mệnh ngũ hành này, thiên can địa chi thì tốt, nhưng mà cung phi và niên mệnh nam sinh thì nó lại tương khắc và xấu, nên chúng ta cần phải tránh. Mệnh kim và thủy, kim với thủy chiếu theo ngũ hành thì là kim sinh thủy, vậy nên sự kết hợp giữa hai mệnh này là tốt với nhau, có lợi. Thiên can ở đây là tân này với bính, tân tị bính tý, tân với bính hay can này nó hợp nhau, hợp là tốt rồi. Tuổi là tuổi tị với tuổi tý nhá, tị tý thì con giáp này nó bình hòa nhau, không xung không khắc. Nhưng mà cái cung chồng sẽ là cung tốn, vợ sẽ là cung đoài, tốn mộc đoài kim sẽ rơi vào cung lục sát. Lục sát đó là sự không may mắn, nhà có sát khí. Vợ chồng thường vướng vào cái việc là tình cảm rạn nứt này, dễ ly tán, phân đôi, làm ăn thì không nên, không thuận lợi, tiền tài tài vận thì nó lận đận, sức khỏe thì nó không được tốt. Tóm lại phương diện nào của cái lục sát cái cung này thì nó cũng bất hòa và nó khó khăn, không tốt. Niên mệnh thì nó cũng tương khắc với nhau nữa, nên hai cái tuổi này chúng ta cần phải tránh nhau nhé. Một tuổi độ tuổi nữa, nữ 2001 chúng ta cần chú ý kỵ, đó chính là mùng 997. Nam 97 là giản hạ thủy này, tuổi ở đây là đinh sửu, đinh là phần thiên can, sửu là tuổi địa chi nhé. Cái tuổi này thì chúng ta tương khắc với nhau, cung thì rơi vào cung tuyệt mạng rất là xấu, nên đó lý do là chúng ta cần phải kỵ cái tuổi này. Can ở đây là can tân này và can đinh, hai cái can này nó khắc phá nhau, không tốt đâu nhá. Tuổi địa chi là tuổi tỵ và tuổi sửu, như chúng ta đã biết là sẽ có tam hợp kim cục ở đây là tỵ dậu sửu, nhưng mà cái tam hợp này nó sẽ đủ bộ ba sẽ là tốt, hòa hợp với nhau, còn thiếu một trong đủ hai thôi, tức là thiếu một thì nó sẽ hợp nhau theo cái cặp là tỵ với dậu này, còn dậu với sửu. Còn với hai con giáp chúng ta cần tìm hiểu ở đây là tỵ với sửu. Tỵ với sửu thì nó không hợp nhau đâu nhá, nó bình hòa với nhau thôi, nên các bạn đừng nhầm lẫn là nó thuộc vào tam hợp. Nếu muốn tốt thì gia đình chúng ta nên có thêm tuổi dậu vào nữa thì nó mới là đủ tam hợp thôi, còn tỵ với sửu thì nó bình hòa nhau. Cung ở đây rơi vào cung tuyệt mạng, tức là rất là xấu, phá sản này, bệnh tật này, đau ốm, rồi ly biệt, mất mạng nữa, nên rất là kỵ cái tuổi này. Kim với mộc là cái niên mệnh nam sinh ở đây, kim mộc, kim khắc mộc, vậy là nó tương khắc với nhau, rất là xấu. Nữ là hành kim phải không? Mệnh của nữ khắc mệnh của người chồng, điều này rất là kỵ. Vậy hai tuổi này chúng ta nên tránh kỵ nhau nhé, tối kỵ nhau. Một độ tuổi nữa, nữ 2001 chúng ta cần chú ý để tránh, đó chính là 2000, nam 2000, tức là hơn các bạn 1 tuổi thôi. Nam 2000 thì cũng là bành nạp kim này, tuổi ở đây là tuổi canh thìn. Về phần mệnh và thiên can địa chi của hai cái tuổi này nó bình hòa nhau nhé, cùng là kim này, cùng là bành nạp kim thì nó tương hòa nhau rồi. Tân với canh này, hai thiên can ấy bình hòa, tuổi tỵ và tuổi thìn thì nó cũng bình hòa, không xung đột. Nhưng mà cái cung nó rơi vào cung xấu, đó là cung ngũ quỷ, và niên mệnh ở đây là kim với hỏa thì nó tương khắc nhau. Vậy là cuộc sống ấy, hôn nhân rơi vào cái cung ngũ quỷ này nó sẽ không tốt, sẽ có những bất đồng này, thị phi, mâu thuẫn rồi này, tranh chấp, kiện tụng, nên chúng ta cần phải tránh. Tóm lại với cái tuổi các bạn nữ sinh năm 2001 của chúng ta, tuổi tân tỵ, trong cái khoảng từ nam 91 đến nam 2003 ấy, chúng ta có những cái tuổi mà chúng ta cần kỵ và cần tránh. Mình sẽ tổng kết lại cho các bạn. Chúng ta đại kỵ với cái tuổi nam 97 đinh sửu nhá. Chúng ta cần tránh những tuổi sau. Tránh tức là chúng ta không phạm phải những tối kỵ và chúng ta có những cái xung khắc khá là nặng ở đây. Và chúng ta nếu mà muốn tiến tới hôn nhân ấy thì cần phải hóa giải cái vấn đề này nhá. Đó là tuổi 91 này, tân mùi, nam 95 ất hợi, nam 96 bính tý và nam sinh năm 2000 canh thìn. Nếu các bạn nữ còn bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.